Bác gái bác nói lại câu vừa nãy xem nào. Suốt suốt ngày ông đi xem live stream của chú ơi, bảo thôi ông đi sang Hà Nam ông mua xe đi cho nó yên mình, ông suốt ngày ông xem. À tối nào xem. Chú ngày nào cũng xem, tối nào cũng xem. Đấu làm ngày xong rồi dối à. Suốt ngày ông đi xem live stream mà kiểu gì ông mua rồi có gà chẳng được. Anh em ơi vợ chẳng xem cứ xem live stream nữa. Đấy anh em nghe rõ nhé, đây là câu nói thật lòng của bà chị nhé. Vợ thì không xem, suốt ngày xem xe pin. Tôi nói trêu ấy thôi. Nhưng mà bác cái đam mê chứ, thông cảm. Đấy bác sang nhà em bác xem một con xong bác chốt luôn. Đây anh em ơi, em đến nơi nhá, quay video đi. Ê, quay video đi, tiến thẳng lên. Giao xe tận nhà bác khách nhá. Bác xuống. À bác ô tô bác không đi, bác phải đi taxi. Đây hạ xe xuống. Bác không biết lái. Đúng là đam mê nhờ anh em nhảy đấy. Nhiều anh em đã bảo rồi đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền nhá. Đấy. Ô tô bác không đi anh em ạ. Anh em nhá, cho xe xuống. Con này là làm thủ tục tặng nhà rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ muốn giao tận nhà bác thôi. Chạy thử em bên kia rồi gì nữa. Cho chị chạy. Thôi đi xe lái xe đây. Ok anh em nhá. Bây giờ anh em vào. Đấy, quay qua vòng. Em nên nhớ này. Nhiều người bảo mua xe này mua ô tô mới đi thì nhà bác cũng ô tô bác cũng biết lái luôn. Đấy đi. Tao phiêu trời đẹp chưa? Ông phiêu trời đẹp thế nhỉ? Cái mô 286 luôn này, tao phiêu trời. Hôm nay mình ra tiền anh em nhá, phiêu trời FI đời 209 nhá. Đấy. Là T luôn. FI là T đây. Tao vào đây. Đủ bác cho gửi cho bác cái cặp gương. Được, đơn giản bây giờ. Đơn giản. Đúng rồi em. Anh ở trên nhà trên này thì trần này. À đây, đúng rồi đấy anh em ơi. Bác làm cái này là đúng đúng bản rồi. Còn trên thị trấn này còn hai con 82 với cả con ES đúng ý em luôn đấy nè anh em này. Nếu chơi xe anh em phải để là thì bán xăng mạng nước nó chảy xăng nó chảy đây hả vâng khả năng thì sang bên ở đó khả năng em sang bên Hải Dương bốc con xe à, chú về rồi nhưng chú đang có khách và chú mới định một tí thôi chú làm cho em nhé. Ok anh em ơi chốt cào thành công đây này em tôi cứ xuống dần là vừa nhé. Đấy, chốt cào thành công anh nhé. Đây này anh em nhìn con 82 con cúc chưa mộc mạc nhá. Đó, xem mộc phải như này anh em ạ. Nhiều người đam mê thì mình không thể diễn tả được anh em ạ. Mình thích là được thôi. Đấy, em nói câu mình thích là được, không quan tâm. Đó. Bây giờ là 6:30 nhé bác chốt nhé em. Nhà bác cái đây. Bây giờ em xin phép em tạm dừng video, coi như là xe đã chốt rồi. Đây chỉ là video giao tận nhà thôi là xong. Đấy, quan điểm giao tận nhà, khách hàng đi thử kiểm tra mới trả tiền. Đây bác ấy mua bên nhà em và chuyển đủ tiền rồi. Bây giờ xin phép mình tạm dừng video. Chào tất cả anh chị em nhé. Anh em mua xe phụ xe kết bạn Zalo em qua số hotline 0778 24 8 hoặc 0358 444 888. Zalo mới hotline mới của em là 0354756789. Bác gái bác nói lại câu vừa nãy xem nào. Suốt suốt ngày ông đi xem live stream của chú ơi, bảo thôi ông đi sang Hà Nam ông mua xe đi cho nó yên mình, ông suốt ngày ông xem. À tối nào xem. Chú ngày nào cũng xem. Tối nào ông xem. Đấu làm ngày xong rồi dối à. Suốt ngày ông đi xem. Mà kiểu gì ông mua rồi có gà chẳng được. Anh em về vợ chẳng xem cứ xem xe pin nữa. Đấy anh em nghe rõ nhé. Đây là câu nói thật lòng của bà chị nhé. Vợ thì không xem suốt ngày xem xe pin. Tôi nói trêu ấy thôi. Nhưng mà bác cái đam mê chứ, thông cảm. Đấy bác sang nhà em bác xem một con xong bác chốt luôn. Đấy kể cả xe này. Đây là đam mê. Cái này ông lên tận ấy đây. Nên tận đâu? Lên tận chùa Bồng. À chùa Hòa.
Em nói bác này thôi thì nói vui một tí là bác ấy đam mê xe, còn nữa bác đam mê cái khác. Vâng, đấy anh em nhá. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Anh em thấy chưa? Nhưng mà đúng là để mà đi giao xe thì 100 người phụ nữ thì chị đang nằm trong số con số 3, số 4, số 5 đấy. Vì 95 người không một ai thích chồng mua xe win. Hay bất kỳ xe nào, là vì đơn giản họ không đi được. Họ không được, họ không thích thôi. Nhưng mà chị thích thế là chị gọi là xuôi, xuôi theo chồng đấy. Đấy, anh em nghe gì chưa? À thế ạ. Tối nay là lên tivi nhá, tối nay cho hai vợ chồng anh chị lên tivi. Thôi tôi tháng khoán không cảm thấy vui rồi là. À. Nhưng mà em bảo rồi, anh ấy thích nhưng mà chị không cấm cản. Còn nhiều người ấy là thích nhưng phải có ý kiến vợ. Thế vợ không đồng ý là không mua, nhiều khi nó khó. Còn em bán hàng thì mua hay không là quan điểm cá nhân của từng người, em không ép. Ông ấy gàn cũng không được kệ, mà ông ấy thích thì kệ. Vâng. Ông ấy rất là nhiều xe. Đấy. Không thiếu cái xe gì cả. Vâng. Nếu mà cái thằng cò này tớ ấy nhá, mà nó có không lấy cái đi mất đi thì ông ấy mua từ năm 2012 vẫn còn mới nguyên xe. Nếu mà thế thì con đi rồi ngày xưa Liberty mà tính ra tiền mua này thì ngon anh luôn. Mất giá quá. Đấy. Nhưng mà bác hiểu những cái xe này là xe tiêu sản đấy. Em nói thật, con DT của bác ngày xưa bác mua phải 65 75 triệu. Nhưng bây giờ bác bán không quá 10 triệu. Đúng rồi, bác mà bạn đúng rồi chuẩn. Đấy, ngày xưa mua DT là tầm 65 70 triệu. Bây giờ bán khoảng 4 đến 5 triệu. Con SH bác mua từ ngày xưa phải rơi tầm khoảng 80 chẳng hạn. Bây giờ bác bán giỏi lắm con này chỉ hơn 30 40. Thế thôi. Cái con bé thì con bé con gái nó nhận nó đi rồi. Thế. Nhưng mà để đi thì bình thường. Nhưng riêng con Win này nhá, em bảo bác rồi, sau 5 năm, sau 5 năm bác không ở lỗ, mà sau 10 năm bác không ở, không bao giờ. Đấy. Tức là 5, 10 năm sau bác bán em dám mua lại đủ tiền. Tức là đấy mà phải có cái quy định. Nhưng nhiều người lên mạng mới thích thì nọ kia. Các bác hiểu là cái sơ xe cổ là càng đi càng có lãi. Nhưng mình phải giữ được nó. Đấy, nó khác nhau cái đấy. Đúng rồi. Nhưng con cúp này bác nó là giá trị siêu tầm mà. Cái này nói ra nó khó lắm, không hợp nhau, nó cãi nhau đấy. Đấy, bác mua, ví dụ bác mua 10 triệu thì 5 năm sau bác không lỗ. Nhưng mà nếu bác mua xe mới 10 triệu là chỉ ra khỏi cửa hàng là lỗ rồi. Còn xe bây giờ bác bán lại, bác em phải trừ tiền lỗ chứ. Đúng không? Nhưng bác thử để 5 năm xe có lỗ không? 5, 10 năm sau bác đi bảo kia đây anh để lại cho mày, em mua đủ tiền luôn. 10 năm sau bác có lại. Không, chỉ vệ sinh rồi đấy. Chỉ vệ sinh đấy, hỏi bác gái đấy, trai này, em chỉ vệ sinh, em có lấy tiền đâu. Anh như bác không nhận một cái xe mộc mua về nó rất là xấu. Đấy. Em về em cho vài tí gọi là xà phòng và em rửa thôi. Trước mặt bác ấy mà. Ok anh em nhé, em tạm dừng video thì em cảm ơn hai bác rồi em xem bên. Em đi Hà Nội đây một lời chia sẻ thật tình của bác gái. Đấy bác bảo chỉ anh vui là được. Nhưng em nói thật cả đời em đi bán xe này ít người phụ nữ đồng ý lắm. Người thì ta tử tế, người ta không nói gì đâu. Nhưng đến mặt nó lặng lặng là nặng ấy. Nhưng có những người ra mặt luôn bảo là mua làm gì cái xe này nọ kia. Nhưng mà không, nó khó, nhưng thôi. Đến nhà bác thấy bác gái như thế là vui vẻ rồi. Tôi đi mua quần áo không, thì tôi phải chọn cái đắt nhá. Rồi, đúng rồi. Nhưng quần áo các thứ, người ta còn hỏi là có thì em hỏi thật anh đấy, chị là vợ hay là mồ côi. Đấy, đúng rồi. Đúng. Em nói thật với bác nhá, đây là vợ của bác Đức ở khách sạn Công Đoàn, có đúng một câu, anh ơi, em khuyên anh một câu thôi, anh mua một con thôi, anh mua một tí được. 5 năm sau anh lỗ 500 triệu vẫn vui. Anh mua về đây nhà em. Đấy là bác Đức ở cái chợ Công Đoàn. Bác mua xem hơn 400 triệu nhà em đấy. Nếu bác trai này xem bác biết. Cái con mà siêu phẩm Malaysia đấy. Bác gái đúng rồi. Anh mua 1 tỷ cũng được. 5 năm sau anh lỗ 500 triệu em không bực. Nhưng anh về anh mua quá nhiều anh để nhà em bực quá. Đấy tức là nhà ta không bực. Nhà ta không phải là không cấm mua. Nhưng muốn mua một con thằng con cũng như bác gái bảo. Quần áo mua đắt nhất đấy. Cái đây quan điểm từ người. Mình không nên tranh luận đúng hay sai. Nhưng em đi cái va chạm nhiều người. Nhiều người bảo em này chứ. Chú cứ tìm một con đắt nhất cho anh ấy. Bao tiền được, bắt đắt nhất. Sau anh về anh chơi một con đấy. Anh mua chục con để nhà chị xăng dầu. Cái thứ nó chảy ra, xe cổ nó thế chứ anh ạ. Nhưng chỉ cần nhìn anh để cái chai này là biết rồi. Anh để cái chai này là biết, anh biết chơi rồi. Đấy. Đi uống nước đi xong anh em mình khả năng. Em sang bên Hải Dương với có kèo. Xong mua con Win này đấy. Ok, rồi. Ok, thế nhá. Cô bác rót đồ uống hết đi. Ok, ok, à, ok, cảm ơn. Bác rót đồ uống hết. Uống hết này. Tối nay đang là thức. Đang tất cả mọi người đi ra thị trấn kìa. Anh đi ra sang bên Gia Lộc. Gia Lộc đi thẳng về. Quay ngược lại không như nào?
Rồi yên tâm bọn em coi ấy hết mà. Cầu bác bán thuốc hay cái gì kia? À thuốc à, đúng không? Ngay. Bác làm gì không bác? Ủa chuyên về thế muộn. À đấy ạ, ôi dồi ôi. Ba mẹ chồng em lấy nhau là năm 2014 thì 2016 tự dưng có em bé. Chứ đi cũng đi khám là đông tây các hợp không sao. Nhưng mà nếu để duy tâm một chút là không sao. Đi khám hết không sao, đúng 2016 đúng có con thôi. 20 con nữa không cần khám là tốt. Ôi em xin phép cảm ơn bác nhé. Cứ nghĩ là bác đi, anh em bạn bè, bác giới thiệu giúp em một lần nữa. Bác là bạn nhà này quảng cáo. Nhưng ví dụ bác bảo kia nơi anh cần này, bác kiện nhà này có. Em hay đi qua đây mà. Rồi ok, em đi học, em lại chơi nhá. Vâng ạ, nhớ là có cái đây giới thiệu cho em. Rồi ok, đi quay lại giúp anh. Vâng ạ. Chào anh em. Dạ vâng ạ. Bác là bên, anh em ơi, anh em nào mà ví dụ lấy vợ, lấy chồng mà gọi là có con hơi muộn thì cứ đến nhà bác. Bác tên là gì? Tên là Từ. Bác Từ bác ở đâu? Mình ở Ân Thi Hương Yên. Bác Ân Thi Hương Yên nhá, có gì liên hệ em chỉ chỗ đâu. À, một có cái vô tình này, tụi anh có tìm thì người ta đọc được ta đến là bình thường. Thấy Win đâu? Chính chủ anh em nhé, trước không đang cầm tay. Giấy tờ đưa cho anh. Giấy tờ bác cầm rồi. Dạ. Lái xe đây anh em. Đấy. Biên xin phép bác gái với trai này, cảm ơn bác nhé. Bác là người phụ nữ tuyệt vời đấy. Chào hai em nhé. Ok, chúc kèo thành công, em xin phép em đi mua chiếc xe đỏ. Vâng ạ, đi.